lực lượng vũ trang Yên Bái, trung thành, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng. Lực lượng vũ trang Yên Bái, trung thành, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân Yên Bái. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, năm 2021, tỉnh Yên Bái được giao tuyển chọn và gọi 950 công dân nhập ngũ giao cho các đơn vị trong quân đội. Đến thời điểm này, tất cả thanh niên trúng tuyển đều phấn khởi chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Khi được biết mình đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự, năm nay em Mùa A Trang ở bản Háng Phừ Loa, xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải đã rất vui mừng bởi đã thỏa ước mơ được học tập rèn luyện trong môi trường quân đội. Em ước mong được đi bộ đội nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em rất vui vì mình đã được tuyển chọn, được đi nhập ngũ đợt này. Quân đội là môi trường tốt để em học tập, rèn luyện. Em sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Mùa A Chư, bố của em Mùa A Trang rất vui mừng, tự hào, không giấu nổi niềm vui khi con trai mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng tôi rất vui mừng vì con được đi bộ đội. Tôi và gia đình sẽ động viên cháu khi ở trong quân đội phải phấn đấu thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi mong cháu sẽ trưởng thành hơn khi được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội. Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, em Đỗ Hoàng Hùng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã viết đơn tình nguyện xin được tham gia nghĩa vụ quân sự. Qua khám sơ tuyển tại phường và khám tuyển tại trung tâm y tế thành phố, Hùng đã đủ điều kiện tiêu chuẩn được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay. Em và gia đình hôm nay rất vui mừng vì các cán bộ ban chỉ huy quân sự thành phố và của phường đã đến thăm hỏi động viên. Là một công dân thì phải có một nghĩa vụ với đất nước. Chính vì vậy em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Môi trường quân đội sẽ giúp em được trải nghiệm, rèn luyện, trau dồi kỹ năng sống. Để khi trở về địa phương thì em sẽ trưởng thành vững vàng hơn trong cuộc sống. Hôm nay lại được các cô chú ở phường, ban chỉ huy quân sự thành phố đến thăm hỏi động viên. Em thì em cảm ơn các cô chú và em hứa sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thành phố Yên Bái năm nay được giao tuyển chọn và gọi 50 công dân nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 100% công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của thành phố khi có lệnh gọi đã hăng hái tham gia khám tuyển. Các công dân có đủ điều kiện được tuyển chọn đều phấn khởi sẵn sàng lên đường nhập ngũ, trong đó có 22 công dân viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay. Các địa phương đã thành lập các đoàn xuống từng gia đình, thâm nhập, gặp gỡ công dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tuyên truyền về nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các chế độ chính sách của quân nhân tại ngũ khi tham gia nghĩa vụ quân sự và truyền thống anh hùng của nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái. Thì đến nay thì đã bảo đảm được cái chỉ tiêu theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giao cho thành phố năm 2021. Về cái chất lượng sức khỏe thì năm nay là trên 60% là công dân có cái độ sức khỏe mà loại 1, loại 2 trở lên. Và cái trình độ thì trên 80% là có trình độ trung học và cao đẳng đại học trở lên. Và đến nay chúng tôi đã đang tiến hành thiết lập hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ và sẽ tham mưu cho thành phố dự kiến phát lệnh trước ngày 6 tháng 2 năm 2021. Với chủ trương biện pháp đồng bộ, hiệu quả của cấp ủy chính quyền địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm của các ngành đoàn thể và thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn, khám tuyển công dân nhập ngũ với chất lượng tốt. Trong 2021, tỉnh Yên Bái được giao 950 công dân nhập ngũ, tăng 100 công dân so với năm 2020. Mặc dù tuyển quân năm nay trong điều kiện toàn tỉnh đang tích cực phòng chống dịch COVID-19 và chỉ tiêu tăng 100 đồng chí so với năm 2020, song với sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và công tác phối hợp tuyên truyền của các cấp các ngành, mà trực tiếp là Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã và thành phố. Do vậy, công tác tuyển quân năm nay rất thuận lợi và chất lượng tốt. Hiện nay cái số lượng mà có đơn tình nguyện ấy đang là 210 đồng chí, tăng 4,82% so với năm 2020. Và hiện nay toàn tỉnh là có 3.779 công dân tham gia khám tuyển, trong đó
là đã có 1.598 công dân đủ điều kiện để sẵn sàng nhập ngũ. Dự kiến là tỉnh chúng ta sẽ phát lệnh nhập ngũ cho công dân xong trước ngày 6 tháng 2 năm 2021. Và năm 2021 thì chúng ta sẽ tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng nghi lễ của quân đội, bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, kết hợp với phòng chống dịch Covid-19. Thời gian tổ chức lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức vào sáng ngày 28 tháng 2, tức là vào ngày 17 tháng 1 năm âm lịch. Đến thời điểm này, các địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm 2021, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi thi đua ngay từ những ngày đầu xuân mới. Quý vị, các đồng chí và các bạn thân mến, bên cạnh công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên đã chung sức cùng các cấp chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới. Việc tham gia làm đường giao thông nông thôn hay giúp người dân lao động sản xuất phát triển kinh tế ở các xã gắn với thực hiện ngày cùng dân đã trở thành việc làm thường xuyên của Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên, Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên. Hình ảnh những chiến sĩ nhiệt tình hăng hái giúp nhân dân đã dần trở nên quen thuộc, tạo sự gần gũi, thân thiết, thắm tình quân dân. Cái tinh thần của bộ đội thì vốn là bộ đội cụ Hồ từ xưa rồi, thì anh em làm như thế là chúng tôi rất phấn khởi đấy, làm rất tích cực, kể cả các đồng chí ở các xã đội, ở các xã đến giúp đỡ cũng thế, cũng tận tình, và các đồng chí ở cơ quan cũng thế. Thì dân ở đây chúng tôi rất phấn khởi thôi, được thế này là chúng tôi phấn khởi lắm rồi. Có được hỗ trợ của các chiến sĩ bộ đội ra làm được con đường này, chúng tôi rất là vui. Thay mặt bà con thôn Ba Thuồng thì cảm ơn các chú bộ đội. Chúng tôi hứa sẽ từ nay đi có con đường mới rồi sẽ cố gắng phát triển kinh tế. Để việc tham gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, tạo phong trào sôi nổi cho đơn vị, hàng năm Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên đã xây dựng các kế hoạch gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phong trào thi đua của huyện như ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp, phong trào dân vận khéo, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã cụ thể hóa thành các hoạt động như giúp dân xóa nhà tạm, nhà rột nát, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách sửa chữa đường điện, rào ao để phòng chống hỏa hoạn, đuối nước, tham gia giải phóng hành lang giao thông, xây dựng và mở rộng các tuyến đường làm sân nhà văn hóa. Trong năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên đã tổ chức và cử cán bộ chiến sĩ tham gia hàng chục buổi ngày cùng dân ở các xã trên địa bàn với gần 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, làm tốt công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn, giúp bà con nhân dân tu sửa lại nhà cửa, đường giao thông và các công trình phúc lợi với trên 150 lượt cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện, gần 200 lượt dân quân xã tham gia. Chúng tôi đã chỉ đạo làm tốt công tác như giáo dục, chính trị để quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới, phát động thi đua trong lực lượng vũ trang gắn thực hiện xây dựng nông thôn mới với thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi thôn thì và một đơn vị dân quân thì chúng tôi xác định là chỉ đạo là sẽ xây dựng từ 2 đến 3 mô hình cái điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đó động viên cán bộ chiến sĩ tích cực phát huy nội lực và tham gia có hiệu quả các tiêu chí trong cái chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên cũng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về quy hoạch phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt tiêu chí số 19 về quốc phòng an ninh trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền và ngày công để xây dựng nông thôn mới, huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia tu sửa, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. Đặc biệt phát huy vai trò xung kích, phẩm chất của người chiến sĩ, tích cực tham gia phát triển kinh tế tại gia đình, thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả do cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã thị trấn, chiến sĩ dân quân làm chủ, từ đó làm điểm để nhân rộng tại địa phương, đồng thời quản lý chặt chẽ quân số, hạn chế tối đa việc lực lượng trong biên chế đi làm ăn xa. Cùng với đó, kịp thời khen thưởng biểu dương những tập thể cá nhân trong lực lượng vũ trang có đóng góp xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nói chung, trong đó có lực lượng vũ trang của xã Vĩnh Lạc và sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang huyện thì rất là nhiệt tình, đắc lực và có trách nhiệm cao. Cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng đã cơ bản là
hoàn thành và hiện nay đang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Trong thời gian tới để thực hiện lực vũ trang huyện góp phần xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo ấy, thì ban điều hành huyện đã xây dựng cái lộ trình hoạt động cụ thể cho từng giai đoạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương và cái khả năng của lực lượng vũ trang huyện, đặc biệt là trong cái việc đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập và các cái hoạt động chiến đấu phòng thủ, hoàn thành các cái chỉ tiêu tuyển quân hàng năm và thực hiện tốt các cái chính sách quân đội và hậu phương quân đội, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện gắn phát triển kinh tế xã hội, củng cố phòng an ninh. Có thể khẳng định lực lượng vũ trang huyện thì có những đóng góp quan trọng trong quá trình triển khai cái xây dựng nông thôn mới tại địa phương, nhất là việc thắt chặt cái mối quan hệ đoàn kết quân dân và nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội và nâng cao cái đời sống cho người dân. Với tinh thần thi đua quyết thắng, trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên, Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn sẽ góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân từng bước xây dựng và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Lục Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Quý vị, các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục Quốc phòng toàn dân Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.